Đây, đấy mọi người nhìn cái cho Yugo đi lại để nhìn cái chân của Yugo so với hôm trước. Sẽ thấy là cái chân sau của nó đi nó chắc chân hơn nhiều. Đây. Hôm nay cho Yugo đi chơi một mình. Thôi, nào, Yugo. Quay như này đang ngược sáng này. Đây là lần thứ ba Yugo được đi chơi. Thôi nào. Ra đây. Rồi, nằm xuống đi. Nằm xuống. Đây cái chân của Yugo đây. Hôm nay là cái chân của Yugo khá hơn hôm mới ốm dậy rất nhiều rồi. Cho Yugo dùng canxi nano đấy. Cái chân trước của Yugo đâu, chân sau của Yugo. Yugo đứng đây nè. Đứng dậy. Yugo thì vẫn còn đang rất là gầy. Đây chân sau của Yugo hôm nay khá hơn rồi, nó không đứng, nó không phải chụm díu vào nhau nữa rồi. Vẫn còn đang yếu nhưng mà nó không bị trụ díu vào nhau nữa. Nếu mà Yugo tăng cân lên thì cái chân của Yugo nó sẽ về lại bình thường thôi. Từ hôm trước đến hôm nay là nó rơi vào khoảng tầm một tuần, hơn một tuần một chút thôi. Như mình nói ở trong cái video trước là khoảng 2 tuần này là Yugo, cái chân của Yugo sẽ khá lên. Thì như hôm nay mọi người nhìn cái chân của Yugo hôm nay là đã khá lên hẳn rồi. Cái chân sau ấy, nếu mà ai mà để ý, ai mà có chó chân yếu thì mọi người sẽ thấy là đi cái chân nó sẽ rúm vào nhau. Yugo là hôm nay là còn rất là gầy. Với cái nhìn cái bụng của Yugo này, với con chó ở cái tuổi đang lớn này thì như hiện tại như bây giờ là Yugo sẽ thiếu khoảng tầm 4 cân thịt nữa, 4 đến 5 cân nữa thì mới đúng cái thể trạng của con chó đang lớn. Chắc là thêm khoảng 1 tháng nữa thì Yugo sẽ hồi phục được cái thể trạng. Hồi phục cái thể trạng thì nó khó hơn là hồi phục cái chân, bởi vì là mình sẽ không thể nào mà cho nó tăng cân quá nhanh được. Khi nó tăng cân quá nhanh, cái cơ thể của con chó nó sẽ không có quen được với cái sự tăng cân nhanh thế, thì có thể nó sẽ hại khớp của con chó. Tăng cân thì mình cũng phải tăng cân từ từ thôi. Người đẹp ra giữ hộ nó cái để quay video, giữ dây thôi. Rồi giữ yên để cho nó xong. Yugo. Yugo ơi, anh về đây.
Ego gặp người quen. Cứ giữ yên, không cho cái dây nó dài ra. Kéo dây ra, ngắn ra. Rồi, giữ yên nhá. Hey, Ego. Cho đi nhiều đúng không? Tập luyện nhiều. Lười. Chưa tạm dừng nhá. Cứ quay đi. Lười lắm. Đi đi ra đây, ra đây. Nó là hóng. Ra đây không? Nó bị ngược sáng quá, nhìn thấy nó tối hẳn video. Quay ở bên kia thì nó mới sáng được. Ở đấy cứ quay mà nó đang để ý. Nó đi không? Đi nào. Thấy gái xinh đang để ý đấy. Thôi ạ. À? Đấy, mọi người nhìn cái cho Ego đi lại để nhìn cái chân của Ego so với hôm trước. Sẽ thấy là cái chân sau của nó đi nó chắc chân hơn nhiều. Đây. Được rồi, ok rồi. Thank you. Ở đây xem nào. Hôm nay là chủ đi ăn bánh mì trừ cơm dẫn Ego đi đấy. Ego. Hey. Đấy em dắt nó đi thử xem nào. Em dắt nó đi như anh vừa dắt đấy. Dắt đi vòng từ đây ra kia để anh quay cho. Dắt ngắn dây thôi. Thì phòng khi nó phi ra được.
cứ đi bình thường, tự con chó đi theo, không cần phải để ý nó. Hơi nhích nhích dây, hơi nhấc 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 lên ấy, để cho nó biết là phải đi. Quay phim. Rồi quay lại. Đây là thử cho một người lạ dắt Ego thử xem. Ego có sợ sệt hay là gì không? Ừ, đi trước đi. Để xem cái chân sau của Ego. Đi. Nó tha được cái gì đấy? À, vào củ đậu thì đúng thứ thích rồi. Nhưng mà củ đậu các bạn có cho chó ăn vặt thì các bạn lưu ý là một số cái đồ mà nó lạnh bụng thì không được cho nó ăn nhiều đâu. Giả sử như củ đậu này có thể cho ăn vài miếng được. Ăn nhiều là nó bị lạnh bụng, bởi vì như mình người mình ăn củ đậu nó cũng lạnh bụng đấy. Bọn này ruột nó ngắn, nó còn dễ lạnh bụng hơn là người. Đấy, con chó Ego là tính ra là được ra ngoài đường ra ngoài đường thứ 3. Nhà các bạn sẽ thấy là những cái con chó thần kinh nó tốt, nó sẽ không có e ngại sợ sệt. Và nó còn đang là con chó con nhé. Rồi thôi nào, Ego quay mặt đây nào. Ego ơi. Hey. Giữ nguyên dây nhá, để cho rồi Ego chào mọi người nhá. Đồ nhử đây. Hơi đùa thôi chứ cái lá hoa sữa này có khi lại độc đấy. Nha, thôi nhá. Chào mọi người nhá.